Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Đây hôm nay là Khay với Hằng đi làm cỏ ruộng các bạn ạ. Ruộng nhà mình ở trên này thì nó có nước ấy, nên là nó cũng tốt tốt một tí. Còn mình thì đi bơm nước tận dưới kia lên trên này các bạn ạ, lên trên này. Nên là phải trồng, vừa trồng nước này xong kiểm tra đường ống thường xuyên, vì nó hay cái ống nước nó hay lâu ngày sử dụng rồi nó hay bị vỡ. Cỏ lên cao quá nhỉ. Kiểu như chỗ này dạng đợt trước là không nhổ đến ấy nhỉ, thì xì sót đấy. Đi làm ruộng về này các bạn này. À có măng ngọt à? Giờ sẽ xuống ao nhà mình nha các bạn nha. Để bắt ốc thôi. Cả Hằng nữa. Hằng xuống được không? Đã bảo rồi không mò được đâu mà. Đâu? À, mình này, vẫn được mấy con này. Là con cá nữa. Giật mình à? Có nhưng mà lấy khó lắm. Một nắm được 5 con à? Để cho tao ấn ý đây thôi. Để hết. Có nhiều lắm. Nhưng mà nó có cái sát này. Không thấy được à? Đấy khó lắm.
Sao đây? Con cá nhảy ra à? Hay được một vát con chưa? Nửa vát thôi à? Sâu chắc không mò được rồi. Bởi vì Khay với Hằng đi làm cỏ ruộng ấy bẩn rồi nên là bảo là xuống mò ốc để ngày mai ăn cơm trưa. Hằng kìa. Được con ốc nào cho Hằng ơi. Được mấy con à? Hằng vứt que lùi cá trước rồi mới đi. Khay có vẻ mò được nhiều hơn. Còn Hằng thì đang ở trên kia kìa bạn kìa. Không biết được mấy con rồi, chắc được 3 con rồi mà 4 con rồi có Hằng quá. Toàn sợ cá cứ rón rén cơ. À để kiểu vẫn được. Đâu đây? Đây. À. Đây, ốc nó hay bám vào những ống tre hoặc ống bơ này. Đây là ống nước nha. Mình làm để chắn con cá. Để lấy nước vào ao. Cái này nó hỏng rồi. Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Đây, sáng sớm này thì bọn mình đi làm rồi các bạn ạ. Giờ đến nó mới tầm khoảng 9 giờ rồi. Trời khá là nắng. 10 rưỡi rồi à? 9 rưỡi. À gần 10 giờ, trời khá là nắng các bạn ạ. Giờ là bọn mình sẽ chế biến một món để ăn nhá. Hôm qua Khay với Hằng đi làm ruộng về thì mò được ốc ấy. Hôm nay mình sẽ chế một món ốc để chia sẻ với mọi người. Đây ốc hôm qua Khay và Hằng đi nhặt này các bạn. Đi mò thì đúng hơn bởi vì ao của mình nó khá là sâu. Giờ Khay sẽ rửa ốc các bạn nha. Để tí mình sẽ luộc lên các bạn ạ. Thì mình khều đấy như con của nó ở trong ấy. Lấy nước đi luôn trước nhỉ. Khi nước sôi thì mình mới bỏ con ốc vào thôi. Đây ốc đã rửa sạch nha các bạn nha. Bây giờ đợi nồi nước sôi thì mình sẽ bỏ ốc vào này. Đây trong lúc chờ đợi thì Khay sẽ vào trong vườn để vào trong vườn để kiếm một số gia vị cho vào món ốc của mình nhá. Đây Khay đã đi đấy về rồi này các bạn này. Hoa chuối à Khay? Đây, tí là mình bắt đầu chế biến rồi bạn ơi. Chạy à? Ôi, chạy ra một ít rồi. Sôi chưa? Rồi, giờ là mình sẽ bỏ ốc vào nha các bạn nha.
mình chỉ bỏ ốc vào là mình sẽ ngoáy nó. Đây, khay vừa thái hoa suối xong này các bạn này. Hôm nay là mình sẽ làm món mọ ốc các bạn nhé. Có cho nước măng chua vào không? Cho nước măng chua. Cho một ít trắng đẹp nhỉ. Đây gia vị để cho vào món ốc mọ của khay hôm nay gồm có lá lốt này, lá đốt này, xong là đá gừng, hoa xiềng. Có cái gì nữa không? Thế thôi nhỉ. Có ớt mắc khén nữa. Ớt mắc khén thì không thiếu được rồi, riêng món mọ. Đây giờ bọn mình sẽ khiêu ốc các bạn nhá. Khiêu dế không các anh? Nhưng mà nó hơi đứt ấy. Nhưng mà con đây. Nào nó có con nhỏ đấy. Đây này bạn này, mình khiêu được một con rồi. Được. Không, con nó có con của nó phải từ từ. Để này được một con nữa rồi này. Nhưng mà ốc chắc sẽ ngon lắm thôi. Ui, sao mấy con này khó thế nhỉ? Cái này khay luộc chín rồi quá. Nhưng mà con nào nó khó, con nhỏ nó không được. Đây nó tùy từng con đấy, có con này cũng khó này này. Thấy không? Đây, con này mới chuẩn này. Ôi, nhớ bỏ cái nắp của nó ra nhé, không ăn hóc ấy. Cố đi. Ôi, được rồi. À, cái này cho ra chuối à? Hả? Tí mới đi đấy. Phải rất từ từ các bạn ạ, phải rất kỹ thuật mới đấy được này. Sao đấy, ăn luôn à? Mình thử đâu, ăn thật đi. Chắc 30 phút mới xong rồi này nhỉ. Cũng khá nhiều đấy, bây giờ được một cái chén rồi. Cây thì nấu cơm hay bị đứt đó mà này. Ốc này có con thì không đứt, có con thì đứt, nó tùy từng con, chắc là con béo con gầy quá. Đây này các bạn, đẹp chưa?
xong rồi. Hôm nay là Nhập vừa đi học về. Khay xem cái video của mình rồi. Nhập cũng thích làm mà Nhập biết làm không? Đây này phải xoay nó rồi con ơi. Nhưng mà con này con nó trứng à, khó lắm. Chỉ hàng tí về nhỉ. Đấy. Đây, mất gần tiếng đồng hồ không ạ? Vợ chồng mình khêu được từng này thôi. Đây còn thừa một ít này chắc là thôi, vì cũng khá là muộn rồi. Đây từng này thì nấu thôi hôm nay. Đây giờ là khay sẽ thái một số gia vị kia để cho vào món ốc nha. Hôm nay mình sẽ om ốc ở trong cái chum này các bạn này. Món này khá cầu kỳ nhưng mà ngon khay nhờ. Khi nào có thời gian rảnh rảnh một chút thì mình mới chế biến được món này thôi các bạn đấy. Chứ còn nếu mà hôm nào bận ấy thì chắc là không thể chế biến được cái món này. Bởi vì món này khá cầu kỳ và tốn thời gian. Út đang xem cái gì đấy? À, thành trò chơi của Út luôn à? Đấy quả ớt chín cho mẹ đi. Ở kia mẹ phơi ấy. Hai quả nhé, hai quả to to ấy. Nhập đi lấy ớt cho mẹ này. Cẩn thận cái nắp của ốc nha. Đây mình điểm lại gia vị nha các bạn nha. Để cho vào món ốc này này thì gồm có xà này, lá gừng non này, tỏi, xong là hoa của cây giềng các bạn ạ, ớt, mắc khén, muối mì chính. Thế thôi. À bột gạo nữa chứ mình quên bột gạo. Phải cho thêm bột gạo nữa. Đây hoa giềng này các bạn này. Cái này hoa giềng là cay đấy. Đây gia vị đã cho vào trong cái thau này rồi bạn này, có cả ốc các thứ. Giờ khay đang thái một ít hoa chuối nữa. Mắc khén cho khay. Cho một quả thôi. Ớt này thì nó cũng không cay lắm đâu vì loại ớt to ấy. Đây vừa cho bột gạo vào rồi các bạn này. Xong một số gia vị các thứ đã cho hết rồi nha bạn nhé. Còn muối mì chính với một ít bột súp nữa để cho nó đậm đà hương vị hơn. Đây. Súp lúc đấy mình mở nó rơi xuống ở chỗ thất đấy bạn. Đảo lên các bạn. Có cho thêm mì chính tí không? Tức là hai cho hai bột kia đủ rồi à? Để các bạn nha. Nước thì mình cho một tí thôi. Được chưa? Đây, Hằng vừa mới nghỉ học bây giờ. Khá là nặng. Mệt không? Rồi, giờ vừa bỏ vào trong chum nha bạn nha. Món ốc này có ngon, có hấp dẫn không Hằng? Ui, mọ à? Mọ mà. Ngon đấy.
Món này là món thịt trong hang mọ chum. Nhiều thế đi. Cái này chúng ta vẫn phải cho nước vào đấy. Cho một ít thôi, bởi vì ốc nó chín rồi. Còn bột gạo với hoa chuối các thứ thôi. Vẫn chín thôi mà, cho thế đủ rồi, nó không hao nước mấy đâu. Có cho lá chuối ở trên không? Cho bát rồi đấy. Cho bát rồi thôi à? Đây, cho vào trong, cho vào bếp thôi các bạn nhé. Đây, cho vào thôi các bạn ơi. Công việc hàng ngày của Hằng đấy nhỉ. Đây, hôm nay có thêm món cá treo gác bếp nha. Đào chiều này các bạn này. Đây nha các bạn nha. Khai thì vẫn tiếp tục làm món thịt bò, thịt trâu các bếp để gửi cho mọi người các bạn ạ. Bởi vì thường là mình, gia đình mình thì làm ít thôi. Có khách đặt thì mình mới làm. Kiểu như mình chế biến để đâu thì mình, họ bảo thì nó không hỏng đâu, nhưng mà mình vẫn không yên tâm về cái chất lượng của nó lắm ấy. Thì mình làm xong mình chuyển cho mọi người, thì khi đến tay mọi người thì nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ đảm bảo hơn. Nhưng mà bạn nào muốn ăn thử thịt các bếp mà do chính Khay chế biến ấy, thì các bạn này hãy vào cái vào phần dưới mô tả video ấy, mình có để nick Facebook và số điện thoại của Khay ở dưới phần mô tả video nha các bạn nhé. Hằng đi học về phải làm cơm nữa, hơi mệt Hằng nhỉ. Bởi vì bố mẹ cũng rất nhiều việc ấy nhỉ. Sôi rồi à? Đảo nó lên một chút nhỉ. Cho thêm tí nước à Khay? Nước này các bạn này đã chín nhiều rồi nha. Oh. Chín rồi. Ngon rồi. Nước này các bạn này. Đây các bạn ơi. Đây được 2 bát nha các bạn nhé. Có dính nồi, dính chum không? Có, vẫn dính. Dính một tí à? Thơm nhỉ? Khả năng là rất là ngon. Đây, Nhập cũng biết giúp này này. Sắp cơm ấy nhỉ. Cả Nhập cả Diệp ai cũng giúp hết. Đây cơm đã sắp xong này các bạn này.
Đây các bạn ơi. Đây, nhập vừa ăn, Diệp vừa ăn này. Nóng ấy, cẩn thận nhá. Vừa mới chín xong. Thổi đấy nhỉ Diệp nhỉ. Cá thổi đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn chứ nhỉ. Cá treo các bếp. Hình nhập chấm cơm mà Nghiệp ơi. Ngon quá. Quá rồi. Ừ. Nó ốc, nó buồn cho nó. Ngon. Không ngon lắm. Không phải đâu. Nhập với Diệp toàn chớm à? Ngon quá mà. Ngon quá Diệp hay thế nào sao lại chớm thế? Thế à? Xúc rồi đấy. Không phải chớm đâu, xúc không? Thế thì là xúc ăn đấy. Nhiều mà. Nhập vẫn cứ chớm thôi. Rất là ngon quá, thôi nó Diệp. Mình ăn nắng. Rất đấy. Tàu từ nắng ấy chớm đi. Nóng hay ngon. Đây, mời các bạn ăn cơm cùng gia đình nhá. Thử món mọ ốc nha các bạn nhá. Mọ thịt trong hang nấu ở chum nhá. Mời mọi người nhá. Đây này các bạn này. Bởi vì hoa chuối với bột gạo che lớp đi cái phần thịt ốc rồi nên nhìn nó không rõ lắm. Mời mọi người nhá. Cái xe mía tổn tổn lên này. Nấu kiểu này ăn cũng khá là ngon các bạn ạ. Mùi thơm của lá gừng non với mắc khén xong hoa giềng nữa, ăn nó quyệt vào nhau rất là ngon. Đây thịt ốc này mà này. Hả? Cho chấm chéo vào một tí ngon hơn à? Sành ăn phết đấy nhờ. Ừ, vẫn còn nắp của nó nha, cẩn thận nha anh ấy. Ngon mọi người ạ. Đây là rau ngót canh với nước luộc con ốc lúc nãy. Hả? Nước cốt của nó à Hằng? Ngon nhỉ? Mát lắm. Nấu ốc với hoa chuối kiểu này om, kiểu này rất là ngon này các bạn này. Nhưng mới tôi là chín xong là bỏ ra ăn luôn nên hơi nóng một chút. Thế nào? No một tí chưa? Lỡ cắt cơm chưa? Nhiều toàn chớm cơm thôi nhiều nhỉ? Xúc ăn đi. Xúc ăn đi còn nhiều lắm. Đây này, hàng hai bát to cơ mà. Chớm thôi à? Chấm ngon hơn á? À? Chấm này chấm đấy nhiều ăn, ăn con không? Chấm này, con ốc nó ấy. Thôi, một to ra đây. Đây, đấy thiệt xúc đấy mới được ăn con ốc của nó. Con ốc ấy. Diệp cũng xúc ăn đi Diệp. Ra đây cái chấm đấy nhỉ. Sáng lắm, thích làm chấm à? Cá chung này ăn với cá cơm bao bếp à? Cho thẳng chéo vào ngon à? Chát mẹ nè. Đã chát cái rồi. Để lại được. Lại chị đi. Lại chị đi. Cái món kèm nữa. Cái phải má lên một
Sao hạt đội trẻ con này cứ chớm đấy nhở? Không xúc ăn đi, chờ nó hết đi à? Tắt ở lắm hát còn lo. Nhập diệp. Ngon lắm. Có thể tắt ra quá. Ngọt lắm món này. Muốn bơ lồng tắt rồi vào. Thảo nào đội trẻ con cứ chớm ăn thôi. Thảo nó mới tắt xong nó tỉnh ngon. Bố mẹ rồi, phải mặc đi. Bố mẹ tâm cơm. Chấm như trẻ con ăn thử xem nào. Chấm ngon lắm. Chấm nó ngon thật. Gia đội trẻ con cứ chấm. Có một vị khác các bạn ạ. Bố mức nữa à? Này, đội trẻ con thì no hết rồi. Giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Xin chào các bạn nhé.